Nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng cho một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Tuy nhiên, đối với những người không may mắn, có hoàn cảnh khó khăn hay những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì có lẽ sẽ không là một cái Tết trọn vẹn. Với truyền thống tương thân tương ái, mong muốn chia sẻ niềm vui Tết với các gia đình khó khăn, nhiều hoạt động từ thiện đã và đang được diễn ra. Không khí của những ngày cuối năm, ngay từ sáng sớm, những bạn sinh viên này đã tập hợp để cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu và tự tay mình gói những chiếc bánh chưng, mỗi người một công đoạn. Đa phần trong số họ vẫn bỡ ngỡ khi lần đầu tự tay mình gói hoàn chỉnh một chiếc bánh. Những chiếc bánh nhỏ còn được các bạn trẻ gọi với cái tên đầy ý nghĩa, tấm bánh nghĩa tình, bởi lẽ nó sẽ chứa đựng phần nào không khí Tết, gửi tới cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Bọn em đã đi kế hoạch từ tận mấy hôm trước, và chúng em đã gói bánh và thậm chí là thức thâu đêm để trông nồi bánh chưng. Đây là qua cái hoạt động này thì chúng em có một cơ hội để được đóng góp sức mình, một chút nhỏ bé nào đó của sức mình, là để làm cho những người bệnh nhân, những người già neo đơn có cái Tết ấm áp nghĩa tình. Hơn 1.000 phần quà do chính các bạn sinh viên trường Đại học Đại Nam tự tay làm đã được trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên. Những phần quà thấm đượm nghĩa tình, sẻ chia đối với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Cứ mỗi lần mà đi như thế này thì cả thầy và trò chúng tôi đều cảm thấy là mình phải làm rất nhiều hơn nữa. Và thực tế như bản thân tôi thì cảm thấy là mình còn có rất nhiều lãng phí, mặc dù chỉ một tấm bánh thôi, nhưng nếu như là không phát đủ thì là những cái dòng nước mắt mà cảm thấy chúng tôi rất là xúc động. Cho nên qua cái chương trình này thì chúng tôi sẽ phát triển lên rất là nhiều, kể cả là cán bộ công nhân viên, người nhà của cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên. Cũng giống như thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm, một miếng khi đói bằng một gói khi no, những hoạt động từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa xã hội thiết thực, mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa trong đời sống đoàn viên, thanh niên vào mỗi dịp Tết đến xuân về.